Rồi đây Trung Quốc. Chưa sản xuất giám đốc. Cứ nói chuyện bình thường. Đấy là bây giờ cứ để anh Nguyễn là hợp tác. Anh Nguyễn đây dành trực tiếp với những ông chủ sản xuất bên Trung Quốc. Đây. Này xin Trung Quốc. À. Tu đúng không? Đây là tổng giám đốc Tu là đúng không? Tu. Tu phải rằng bao là sinh năm bao nhiêu? 71 à? Bên Trung Quốc người ta kiêng khỏi tuổi không? Không kiêng. Năm đẩy năm 15 năm này. Rồi, chuyên sản xuất đẩy. Đây là anh Nguyễn sẽ hợp tác với tổng giám đốc Tun bên Trung Quốc. Tất cả các hãng làm hàng chính hãng. Đây là người thông dịch Việt Nam. Em Nghiêm, tốt nghiệp đại học giao thông vận tải, đang hợp tác với Trung Quốc. Là kết nối cho Việt Nam và Trung Quốc. Đây là shipper viên. Có biết nói tiếng Trung Quốc? Tiếng Trung Quốc gì? Đấy. À đây là nó thẳng là nó ra biển. À. Biết cái gì? Có cả hai khách ở với tàu. Chơi Trung Quốc chứ. Lan chơi được. Không chơi được, còn phẹt. Lan này không chơi được.